Kênh Nhà Nông Miền Tây xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 14 tháng 1, 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Thưa quý bà con, quay trở lại tình hình thanh long ngày hôm nay, thì vào ngày 12 tháng 1, cửa khẩu Hà Khẩu Trung Quốc và Kim Thành ở Lào Cai đã thông quan trở lại các mặt hàng trái cây, trong đó có thanh long. Thì theo thông tin từ Bộ Công Thương, trong các mặt hàng trái cây được thông quan trở lại sang Trung Quốc hôm nay có mặt hàng thanh long, và đây là cửa khẩu thứ 6 được phía bạn khôi phục thông quan sau cửa khẩu Trà Lĩnh, Sóc Giang ở Cao Bằng và 3 cửa khẩu lối mở ở Móng Cái, Quảng Ninh. Thì sau 5 tháng tạm dừng nhập quả thanh long từ cửa khẩu ở Lào Cai, Hà Khẩu đó, thì nay trái thanh long đã được nhập khẩu trở lại, thì có thể nói đây là một cái bước mở quan trọng để giải quyết tình trạng thanh long hiện nay đang gặp rất là nhiều khó khăn cho bà con nông dân Việt Nam ha bà con ha. Thì giá ngày hôm nay tuy có những thông tin tốt nhưng mà lại giảm nhẹ một chút xíu nữa. Mà thật ra cái tình trạng giá thấp như thế này nó đã có một cái sự chênh lệch rất là rõ ràng giữa các khu vực hiện nay. Đó là chỗ nào bán được thì cũng còn có giá, còn chỗ nào không được thì bán đổ bán xô từ 1-2 ngàn đồng một ký là bình thường hả bà con ha. Tại vì hàng thanh long thì nó cũng rất là nhanh hư đó, cho nên là bảo quản cũng không có được lâu, hàng trái cây tươi mà bà con đó, cho nên là giá thì thấp hả bà con ha. Thì mình hy vọng rằng từ những cái tín hiệu tốt như vậy thì mình chờ đợi là giá sẽ bật tăng trở lại. Còn cụ thể giá thanh long ngày hôm nay ở miền Tây loại 1 là từ 4 đến 6 ngàn, thanh long ruột đỏ nha bà con, loại 2 từ 2 đến 4 ngàn, hàng giạt 1 đến 2 ngàn đồng. Còn thanh long ruột trắng miền Tây mua xô từ 1 đến 3 ngàn đồng. Thanh long ruột trắng ở Bình Thuận, bò đẹp là 5 ngàn, 4 ngàn và 3 ngàn, bò sàng 3 ngàn, 2 ngàn và 1 ngàn. Thanh long ruột trắng mua xô có giá từ 1 đến 3 ngàn đồng, còn thanh long ruột đỏ hàng đẹp về vựa từ 3 đến 6 ngàn đồng. Đó, trên đây là giá thanh long của ngày hôm nay bà con mình tham khảo. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.